Tối ngày 17 tháng 8 năm 2024, nhằm ngày 14 tháng 7 năm Giáp Thìn, Chư Tăng Phật tử Chùa Tích Sơn, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu Phật lịch 2568. Tham dự và chứng minh buổi lễ có Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế Trung ương, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì Chùa Tích Sơn, Chư Tôn Đức Tăng trong Tổ đình Tích Sơn, lãnh đạo các ban ngành của tỉnh, thành phố và địa phương sở tại. Vu Lan Báo Hiếu là lễ hội truyền thống của Phật giáo, hòa quyện trong nền đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa. Đây là dịp để Phật tử tri ân với Đức Phật, tri ân quốc gia xã hội, tri ân công giáo huấn của sư trưởng và tri ân công đức dưỡng dục sinh thành của cha mẹ. Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Giác Minh đã tóm tắt về nội dung Kinh Vu Lan, giúp đại chúng hiểu về ý nghĩa của chữ Hiếu trong Phật giáo. Đại lễ Vu Lan đã nhắc nhở mỗi con người Phật tử nên noi gương hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên Bồ Tát, lấy hiếu nghĩa làm mục tiêu cố gắng để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Đồng thời, Thượng tọa cũng gửi lời chúc đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử thân tâm thường an lạc, hưởng trọn một mùa Vu Lan đầy hiếu hạnh và ý nghĩa. Trước đó, với tinh thần đền báo tứ trọng ân của người con Phật, chùa đã tổ chức lễ cầu siêu anh linh liệt sĩ vị quốc vong thân, đồng bào tử nạn và cầu nguyện chư vị hương linh tam đồ lục đạo đều trượng lương duyên cầu sinh cực lạc quốc, cha mẹ hiện tiền được khỏe mạnh trường thọ. Cuối buổi lễ, Chư Tôn Đức cùng toàn thể đạo tràng đã có nghi thức chú nguyện và nhất tâm thực hiện nghi thức lễ bông hồng cài áo, bày tỏ lòng kính quý đối với các đấng sinh thành. Đại biểu nhân dân Phật tử về tham dự đã được cài lên mình những bông hồng màu đỏ thắm cho những ai còn mẹ, những người mất mẹ, mất cha đã lặng lẽ cài lên ngực bông hoa màu trắng trong niềm xúc động vô biên.